Ok nhá, chào các bác nhá. Hôm nay đi hàng cho các bác đôi loa Martin trong Lexo. Đây là JBL KP6120 MK2. Và một vài chiếc đẩy nha các bác nhá. Còn ở trên xe nó còn vài đơn nữa. Đây các bác nhá. Loa đài đẩy các thứ đi liên tục. Các bác những loa Martin này là nó đẳng cấp các bác nhá. Tiếng mic lời ca của nó cực kỳ hay. Ngoài từ 190 con 76. Các bác nói em tháo ra Lexo đây, Lexo 5,2 triệu, giảm giá mới có 5,2 triệu. Các team các bác chốt rất là nhiều, hết rồi, hết rồi. Ok các bác nhỉ.